xin chào các bác nha hôm nay em sẽ giải thích cho các bác là cái ion cái cái cục phát ion của các cái máy lọc không khí của uh, thì là nó hoạt động như thế nào nhá uh, nhiều bác hỏi uh, về cái nguyên lý hoạt động và cũng bảo là cái cục phát này nó nó hỏng hay là nó nó hết ion thì uh, em xin giới thiệu cho các bác thì cái cục phát ion nó là cái gì nhá thì uh, trên máy sáp hay là máy của daikin hay panasonic tất cả các máy của nhật nó đều có cái cục phát ion ở phía đằng sau khí sạch tức là khí đầu ra ấy, thì nó sẽ có cục phát ion để khuếch tán cái cái ion ra khỏi không khí thì cái nguyên lý hoạt động đầu tiên em giải thích cái nguyên lý hoạt động thì nó sẽ tạo ra một cái điện áp cao đặt ở trên hai cái điện cực cạnh nhau này chứ không phải là nó nó bắn ion ra khỏi uh, khỏi 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 không khí như các bác có bác nhắn tin cho em nhé đấy thì à, à, nguyên lý của nó là nó sẽ đưa điện áp cao vào đây thì không khí nó đi qua cái vị trí này thì nó sẽ bị nó sẽ bị à, ion hóa cái 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 không khí ở bên cực à, dương thì nó tạo ra ion âm và bên cực âm thì nó tạo ra ion dương đấy thì à, ion ở đây nó là H cộng và OH trừ kiểu như thế ion thì cái ion dương ấy nó sẽ khi mà nó sẽ bám vào con vi khuẩn ấy thì nó sẽ hút nước để tạo của con vi khuẩn làm cho con vi khuẩn nó chết đấy chứ không phải là nó bắn ion vào trong không khí như các bác bảo mà nó lại hết ion nhá đây chỉ là hoàn toàn điện áp cao nó giống như là cái plasma ấy hay là nó giống như là cái 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 đây này các bác thấy không nó có hai cực điện đấy một cực nó nhỏ như cái cái tăm nhỉ và một cái cực điện âm thì nó to đúng không ạ đầu tiên nó là um, uh, Ion dương ion dương à nó nó làm uh, không khí nhiễm điện tích dương sau đó là nó hút lại ở cái màng này ở cái điện tích này tất nhiên là cái điện áp này nó không đủ để um, sinh ra một cái lượng ozone để gây hại đấy thì điện áp cao quá nó, nó sinh ra ozone mà nên không tốt nhưng mà ở đây là nó là nó đã tính ra ra điện điện âm rồi đấy thì uh, nguyên lý của nó là tạo ra điện áp để ion với không khí Nên là không bao giờ là nó 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 bị hết ion như bác nào bác hãy nhắn tin cho em nhé nhiều bác nhiều bác nhắn tin hỏi đấy thì em uh, giải thích như vậy thì máy nào nó cũng có cái phần này cái phần này nó sẽ là sau khi mà khí bẩn qua màng hepa các kiểu rồi thì nó sẽ qua ra khí sạch khí sạch thì nó sẽ đi uh, ion hóa cái khí sạch này nhé thì đây là cái cục điện áp cao, đây là cái cục điện áp cao, đấy và đây là cái cái đầu phát riêng cho nó, đấy thì đấy nào hôm nay là em hướng dẫn cho, hướng giải thích cho các bác là cái này nó sẽ rất là khó hỏng nhá, đấy còn các bác muốn test nó thì như thế nào? Có rất đơn giản thôi, các bác dùng cái bật lửa này và một cái giấy vệ sinh ấy đấy, trong các bác đốt lên để gần cái máy đấy, mà nó nhiễm ion ấy thì cái 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 bụi nó sẽ bám vào cái máy đấy, nó bám vào cái vỏ luôn đấy, thì như vậy là cái bộ ion của đó các bác hoạt động tốt nhá. thì trên tất cả à, các cái máy mà em gửi cho khách hàng em đều có test tất cả đầy đủ và gửi video cho khách hàng, nên là mọi và đi kèm với cả email của máy nên các bác cũng rất là yên tâm khi mua. Còn hôm nay em sẽ giải thích cho các bác như vậy thôi Cách test và cái con này nó hoạt động như thế nào Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé Nếu mà các bác thấy hữu ích Thì các bác chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé Nhiều người rất nhiều người là cần mua máy lọc không khí Nhưng mà hiểu lầm về cái ion này Nên là mọi người cũng không biết Đấy thì chia sẻ cho mọi người cũng biết nhé rồi cái công nghệ thì uh, mấy mấy cái con đồ hàng nhật này em không phải bán hàng này nên em nói nhưng mà về cơ bản là nó công nghệ nó đi trước những cái con ở trên uh, siêu thị các kiểu của Trung Quốc rất là nhiều các bác ạ rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé xin chào các bác